Tôi, Ngọc Văn Hoàng, bây giờ chỉ có một ước mơ duy nhất là có một viên thuốc an thần để vượt qua nỗi sợ hãi này. Xin các bạn hãy ủng hộ tôi. Thôi nhanh. Ôi cái đầu các ngươi ấy, không thể nào chịu được. Dạ. Đại tá này Ngọc Hoàng đang tức lắm rồi. Đi biến đi. Đầu quá. À, thế mấy cái thằng hóa rồ nó đi rồi hả? Dạ, bằng cái mà Ngọc Hoàng vừa xem người ta gọi là mô hình đa cấp.